Pacific Field Garden, món quà tuyệt vời từ đại dương được các nhà nghiên cứu người Nhật khám phá ra tác dụng chống ung thư vào những năm 1970. Ngày nay, Field Garden tiếp tục được sử dụng như một liệu pháp bổ sung ở nhiều nơi ở châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi không có gì lạ khi Field Garden được khuyên dùng cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Sự quan tâm và sử dụng Field Garden đang tăng lên nhanh chóng trên khắp thế giới Âu Châu và Mỹ Châu. Việc sử dụng Field Garden như một thành phần mới trong thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm chức năng và đồ uống đang gia tăng. Chiết xuất Field Garden tinh khiết kết hợp với rong biển nâu, rễ rong biển bám sâu vào lòng đại dương. Wakame và nấm shiitake organic tinh khiết để hiệp nhất tạo ra những tác dụng mạnh hơn trong công thức độc quyền của Pacific Field Garden so với việc chỉ sử dụng riêng một thành phần. Chúng tôi chọn lựa nhà cung cấp rễ tảo nâu có uy tín từ Thái Bình Dương qua quá trình chế biến và chiết xuất tinh khiết cho ra dòng sản phẩm tối ưu. Mỗi viên 505mg và mỗi chai 180 viên. Hơn 2.300 bài báo khoa học được bình duyệt đã nêu ra các chức năng hoạt tính sinh học khác nhau của Field Garden. Công dụng của Field Garden giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa, giúp chống oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, giúp chống viêm, chống lão hóa, chống virus, giúp chữa lành vết thương, giúp chống ung thư, giảm tác dụng phụ của quá trị, xạ trị và giúp ngăn chặn tổn thương trên gan. Field Garden được khuyến khích dùng cho người trưởng thành, người đang điều trị ung thư, giúp giảm đau khó chịu trước và sau xạ trị, giảm bớt sự rụng tóc, người có hệ miễn dịch yếu hay mắc bệnh cúm theo mùa, người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, người đang mắc bệnh xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giúp bổ sung chất nhờn cho người khô khớp gối, người bị cao mỡ, cao máu muốn giảm cân, giúp sảng khoái và ngủ ngon. Lưu ý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào cho mọi lứa tuổi. Ngọc Thuận rất vui khi đón quý khán giả đến với chương trình Home Shopping của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đương nhiên là Ngọc Thuận sẽ không một mình đâu, Ngọc Thuận sẽ đồng hành với lại người bạn của mình, một cô bé rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Bây giờ thì chị sẽ chào Bảo Nguyên. Chị chào Bảo Nguyên. Xin chào chị Ngọc Thuận, và Bảo Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem trong chương trình Home Shopping ngày hôm nay. Và cũng rất là vui khi được đồng hành cùng chị Ngọc Thuận ạ. Chị cảm ơn em. Ngày hôm nay thì chị thấy một cái không khí rất là mới. Tại vì chị đồng hành với là một cái người host của mình là một cô gái rất là trẻ. Rất là trẻ. Và nó cũng trùng hợp là ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho khán thính giả của mình một cái sản phẩm rất là đặc biệt luôn. Cho nên là thôi bây giờ chị sẽ bắt bí hỏi em trước đi. Okay. Ok luôn chị. Sẵn sàng chưa? Ok. Em đã sẵn sàng. Em là một người trẻ đúng không? Vậy thì từ trước tới giờ đó có bao giờ mà em nghĩ là và em đã từng em dùng tới nhân sâm không? Wow. Nhân sâm. Một câu hỏi khó là gây cấn với em. Nhưng mà để mà chia sẻ thật lòng với chị cũng như là quý khán thính giả, thì thật sự từ trước tới giờ, hồi trước á, khi mà mình nghe tới những cái từ như là nhân sâm hoặc là hắc sâm, thì riêng bản thân của em thì chắc là nghĩ mình chắc là không sử dụng đến đâu ạ. Tại vì còn trẻ mà thì đâu có cần phải uống sâm làm gì. Sâm thì chỉ dành cho những người mà lớn tuổi hoặc là bệnh hay là cần hồi phục sức khỏe thôi. Còn tuổi trẻ mình chắc không cần đâu. Nhưng mà thật sự ngay từ những cái ngày mà mình bé duyên và biết nhiều hơn về những dòng sản phẩm về sâm cũng như là những cái thành phần, cái công dụng của nó, thì bắt đầu cái tư duy em nó thay đổi cũng như quan điểm của mình thay đổi nhiều hơn. Và mình bắt đầu là cảm thấy là cơ thể của mình thật sự không ở độ tuổi nào mà ngay cả tuổi trẻ cũng rất là cần cho cái việc sử dụng sâm. Đặc biệt mỗi lần mình thức khuya, mình học bài hoặc là sử dụng máy tính nhiều này, cần cái tăng cái độ tập trung lên nhiều hơn, thì em nghĩ sâm rất là quan trọng luôn đó chị. Trời ơi, cảm ơn câu trả lời rất là thực tế phải không? Và trung thực của em ha. Rồi vậy thì sẵn với câu trả lời đó thì ngày hôm nay chị em mình sẽ giới thiệu đến quý khán giả của chương trình một loại sản phẩm rất là ấn tượng luôn. Đó chính là sản phẩm cao cốt hắc sâm. Wow, hấp dẫn đúng không? Yeah. Ok. Trên màn hình cũng như là trên tay của Ngọc Thuận và Thanh và đang có, thì quý vị thấy rõ ràng đây là một cái loại sản phẩm hiện tại trên thị trường quý vị, thì cao hắc sâm của chúng tôi được xếp vào cái hạng top class, có nghĩa là thượng hạng cao cấp. Tại vì 100% chiết xuất của cái hũ mình đang có trên tay nè quý vị, 100% là nhân sâm nguyên chất, đã được trải qua 9 lần hấp và 9 lần sấy để mà có được hàm lượng Shinsenoside lên đến 13.5, và đây là hắc sâm cao cốt thượng hạng quý vị nhé. Một cái hũ như thế này quý vị thì nặng 240 gram,
240g luôn. Và nếu như mà ước chừng cho một người dùng á, mỗi ngày dùng đều đặn, dùng thường xuyên, không cần nhiều đâu quý vị, mỗi ngày chỉ cần đều đặn và mỗi ngày một chút thì chắc chắn rằng quý vị sẽ sử dụng được khoảng 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi. Một cái con số mà mình thấy là rất là ấn tượng phải không ạ? Một cái hũ cao cốt hát sâm như thế này ha, 240g, một người dùng khoảng được 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi. Và bên trong cái set này thì chúng tôi sẽ để sẵn cho quý vị một cái chiếc muỗng nho nhỏ rất là dễ sử dụng luôn. Cách sử dụng như thế nào thì một lát nữa Bảo Nguyên sẽ chia sẻ kỹ lưỡng hơn cho quý khán giả. Ngọc Thuận xin chia sẻ một cách tóm tắt ngắn gọn về cái sản phẩm hát sâm này quý vị. Thì trên thị trường ngày nay quý vị sẽ thấy là mình sẽ dễ tìm kiếm những cái sản phẩm nhân sâm như là hồng sâm nè, rồi hát sâm đúng không ạ? Vậy thì dù cho hồng sâm hay hát sâm gì cũng sẽ được chiết xuất từ nhân sâm 6 tuổi đến từ đất nước Hàn Quốc. Và quý vị biết không, cái sản phẩm hát sâm của chúng tôi đang có tại đây á, chúng tôi hoàn toàn thu hoạch và sản xuất ngay tại tỉnh Gunsan của đất nước Hàn Quốc, một cái vùng đất mà ngày xưa tới bây giờ thổ nhưỡng thiên nhiên đã ban tặng cho người dân nơi đây một cái quốc bảo của đất nước Hàn Quốc, đó chính là nhân sâm. Và nhân sâm 6 tuổi, đủ tuổi thì chúng tôi mới thu hoạch để mà sau đó trải qua 9 lần hấp, 9 lần sấy extract thành cái dạng cao cốt hát sâm mà chúng tôi đang có hiện tại để gửi đến cho quý khán giả nha. Nói về nguồn gốc như vậy để quý vị yên tâm, đây là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì thì rất là đầy đủ những cái thông tin sản phẩm để quý vị có thể đọc và có thể tự tìm hiểu. Ngoài ra nữa thì những cái cách sử dụng như thế nào, rồi công dụng nhân sâm ra làm sao, đặc biệt là hát sâm nha, thì Ngọc Thuận sẽ nhường lời cho Bảo Nguyên. Vâng, rồi. Xin cảm ơn chị Ngọc Thuận. Đối với dòng sản phẩm hát sâm thì Bảo Nguyên nghĩ cách sử dụng rất là đơn giản luôn à. Tại vì bên trong cái hũ hát sâm nó đã đi kèm chung với một cái muỗng nhỏ để mình có thể dễ cân đo đong đếm rồi. Thì quý vị chỉ cần là sử dụng cái muỗng đó, mình múc tầm 1/2 cho đến là 1/3 muỗng tùy theo cái liều lượng mà quý vị muốn sử dụng. Và mình có thể pha từ 250 cho đến 500ml nước ấm nha. Rồi mình có thể pha loãng ra để mình có thể uống. Trong quá trình sử dụng thì mình lưu ý là mỗi lần mình sử dụng cái muỗng đó xong thì mình nhớ rửa sạch rồi để ráo thoáng khô. Thì đừng có sử dụng những cái muỗng cũ rồi mình múc lại đi nhiều lần thì cũng rất là dễ ảnh hưởng tới những cái thành phần ở bên trong sâm có trong cái hũ đó quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị sử dụng thì quý vị nhớ là uống từ buổi sáng hoặc buổi trưa thì tốt, hạn chế uống sử dụng buổi tối nha, để mình có thể là dễ ngủ hơn. Tại vì phải nói là một trong những cái công dụng cũng rất là lớn của sâm là mình cung cấp rất là nhiều cái năng lượng nè, tăng cường được cái sự tập trung cao độ, đặc biệt là đối với những quý vị khán giả mà mình phải cần làm việc nhiều, ví dụ như là máy tính hoặc là tập trung cao độ, dễ bị nhức đầu, chóng mặt vân vân, thì sử dụng sâm cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe, năng lượng của mình. Và một cái điểm đặc biệt nữa mà Bảo Nguyên rất là thích ở dòng sản phẩm hát sâm luôn thưa quý vị. Tại vì nghe nói sâm thì quý vị cũng sẽ biết là có rất là nhiều dạng khác nhau, ví dụ như là củ sâm tươi, hoặc là hồng sâm, hoặc là hát sâm đúng không ạ? Nếu như mà củ sâm tươi thì nó đã chứa khoảng tầm 75% là nước rồi. Và bên cạnh đó thì nếu mà quý vị mua củ sâm tươi về cũng rất là khó để mà mình bảo quản. Thường chỉ bảo quản tầm 1 tuần là bắt đầu là có dấu hiệu là giảm cái hiệu quả của nó rồi. Thì đó là lý do tại sao nhiều người ngày nay người ta hay dùng những dòng sản phẩm như là hồng sâm và hắc sâm, có nghĩa là trải qua nhiều lần hấp và sấy để mà tăng thêm cái công dụng của sâm hơn. Nếu như mà hồng sâm trải qua từ 2 cho đến 4 lần hấp và sấy thì hắc sâm trải qua đến tận 9 lần luôn ạ. 9 lần hấp và sấy, coi như là nó rút ra gần như là những cái lượng đường và lượng nước có trong sâm, để mà khi mình sử dụng những dòng sản phẩm hấp hắc sâm thì nó sẽ cung cấp được cho mình những cái công dụng tuyệt vời nhất. Thì đó là một trong những cái điểm cơ bản khác biệt của dòng sản phẩm cao cốt hắc sâm ngày hôm nay cho quý vị. Nên quý vị hoàn toàn về cái nguồn gốc cũng như là cái công dụng của nó, tại vì nhờ qua trải qua 9 lần hấp và sấy quý vị nhé. Nghe hấp dẫn không? Ngọc Thuận với lại Bảo Nguyên chắc chắn là khi mà nghe tới đây á, thì quý khán giả đã bắt đầu tò mò cũng như là muốn tìm hiểu coi một cái hũ như thế này 240g Ngọc Thuận Bảo Nguyên đang có ở đây á, giá bao nhiêu đúng không nè. Thì quý vị biết không, giá bình thường của cái line sản phẩm cao cấp hát sâm nguyên chất của chúng tôi á, gửi đến cho quý vị á, là $360 cho một cái hộp to như thế này. Nhưng Ngọc Thuận chia sẻ là nếu như một người dùng á, thì mình dùng từ 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi. Nếu như mình là
một cái bài toán chia đơn giản quý vị, với $360 mà mình chia ra cho 3 tháng 3 tháng rưỡi, thì Ngọc Thuận thấy rằng cái giá của nó vẫn rất là ok, chấp nhận được để mà mang lại giá trị sức khỏe. Nhưng quý vị đừng có phân vân, tại vì chắc chắn là trong mỗi chương trình mà quý vị đang xem chúng tôi chia sẻ đó, thì ngoài $360 chỉ có một hũ này thôi, quý vị yên tâm không phải như thế đâu nha. Sẽ còn rất nhiều promotion nè, quà tặng hấp dẫn đi kèm, cho nên nếu như quý vị có quan tâm, quý vị có thể là gọi cho chúng tôi với số phone và địa chỉ trên màn hình để quý vị có thể là mang về cho mình một cái giỏ hàng mình ưng ý nè, giá cả phải chăng và có nhiều quà tặng nha quý vị nhé. Quay trở lại với là công dụng chính của hát xăm, thì hồi nãy Bảo Nguyên có nhắc tới là tập trung nè, tăng cường năng lượng nè, phải không nè, bồi dưỡng thể lực nè, đặc biệt là những anh chị nào mình làm việc nhiều quá, mình làm 2-3 job, hoặc là mình làm việc cái giờ giấc nó hơi trái với người ta bình thường, ví dụ mình làm ca đêm chẳng hạn, thì chắc chắn là cái sức khỏe của mình nó sẽ bị dễ dàng hao hụt hơn. Ngoài ra nữa là những anh chị mà mình, ví dụ như mình mới vừa bệnh hết, mới ốm dậy, mới phẫu thuật xong vân vân, cần bồi dưỡng sức khỏe, thì đầu tiên mình nghĩ ngay đến hát xăm. Tại vì sao quý vị? Hiện tại trên thị trường, hát xăm là một cái dạng sản phẩm cung cấp năng lượng thể lực tốt cho người sử dụng. Bên cạnh đó nữa thì ngoài cái việc là giúp cho mình tập trung cao độ ra vân vân, thì hát xăm còn có thể đem lại cho mình cái sự tuần hoàn máu huyết lưu thông tốt nè, giữ ấm thân nhiệt nè, từ đó tăng đề kháng và giúp cho da dễ hồng hào hơn quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị có thêm những thắc mắc hay cần liên hệ mua ngay bây giờ, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi với số phone màn trên màn hình nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình sale đặc biệt, khi mua các sản phẩm xăm từ $100 sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá $50. Khi mua các sản phẩm xăm từ $150 sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá $150. Và khi mua các sản phẩm xăm từ $300 sẽ được nhận ngay phần quà tặng $300 trở lên. Pacific Food Garden, món quà tuyệt vời từ đại dương được các nhà nghiên cứu người Nhật khám phá ra tác dụng chống ung thư vào những năm 1970. Ngày nay, Food Garden tiếp tục được sử dụng như một liệu pháp bổ sung ở nhiều nơi ở châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi không có gì lạ khi Food Garden được khuyên dùng cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Sự quan tâm và sử dụng Food Garden đang tăng lên nhanh chóng trên khắp thế giới Âu Châu và Mỹ Châu. Việc sử dụng Food Garden như một thành phần mới trong thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm chức năng và đồ uống đang gia tăng. Chiết xuất Food Garden tinh khiết kết hợp với rong biển nâu, rễ rong biển bám sâu vào lòng đại dương, wakame và nấm shiitake organic tinh khiết để hiệp nhất tạo ra những tác dụng mạnh hơn trong công thức độc quyền của Pacific Food Garden so với việc chỉ sử dụng riêng một thành phần. Chúng tôi chọn lựa nhà cung cấp rễ tảo nâu có uy tín từ Thái Bình Dương, qua quá trình chế biến và chiết xuất tinh khiết cho ra dòng sản phẩm tối ưu. Mỗi viên 505mg và mỗi chai 180 viên. Hơn 2.300 bài báo khoa học được bình duyệt đã nêu ra các chức năng hoạt tính sinh học khác nhau của Food Garden. Công dụng của Food Garden: giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa, giúp chống oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, giúp chống viêm, chống lão hóa, chống virus, giúp chữa lành vết thương, giúp chống ung thư, giảm tác dụng phụ của quá trị, xạ trị và giúp ngăn chặn tổn thương trên gan. Food Garden được khuyến khích dùng cho người trưởng thành, người đang điều trị ung thư, giúp giảm đau khó chịu trước và sau xạ trị, giảm bớt sự rụng tóc, người có hệ miễn dịch yếu hay mắc bệnh cúm theo mùa, người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, người đang mắc bệnh xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giúp bổ sung chất nhờn cho người khô khớp gối, người bị cao mỡ, cao máu muốn giảm cân, giúp sảng khoái và ngủ ngon. Lưu ý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào cho mọi lứa tuổi. Lời đầu tiên, cho Bảo Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang đến với chương trình Home Shopping ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Bảo Nguyên rất là vui và hân hạnh khi được đồng hành cùng một người chị của mình, đó chính là chị Ngọc Thuận. Em chào chị. Chị chào Bảo Nguyên. Ngọc Thuận kính chào các khán giả thân thương của chương trình. Chắc chắn là cứ mỗi lần Ngọc Thuận và Bảo Nguyên gặp nhau thì sẽ gửi đến cho quý khán giả thân thương của mình những sản phẩm đem lại giá trị sức khỏe nè, tinh thần nè, và đương nhiên kèm theo sự trẻ đẹp nữa, đúng không ạ? Và sản phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả đó chính là sản phẩm hát xăm nước cô đặc với tên gọi là Power Time. Nghe cái tên Power Time thôi là quý vị đã thấy một cái nguồn năng lượng tràn trề rồi, đúng không ạ? Power Time của chúng tôi là một cái sản phẩm được chiết xuất từ nhân sâm 6 tuổi từ tỉnh Gunsan của đất nước Hàn Quốc, một cái nơi mà phải nói rằng nổi tiếng về nhân sâm từ ngàn xưa tới bây giờ.
Quý vị biết không, mỗi năm như thế đó thì tất cả những cái nhà khoa học nè, những người nghiên cứu về nhân sâm của những công ty, họ sẽ về tỉnh Gunsan của đất nước Hàn Quốc này để mà họ có những cái cuộc hội thảo khoa học, những cái cuộc thảo luận, cũng như là họ sẽ chia sẻ cho nhau những cái sáng kiến mới về nhân sâm, những phát hiện mới về nhân sâm, rồi từ đó họ sẽ cho ra những cái sản phẩm đem lại cho người tiêu dùng một cái lợi ích nhiều nhất. Vậy thì hiện tại đến thời điểm này, quý vị, thì hạt sâm vẫn đang là một sản phẩm được chiết xuất extract từ nhân sâm 6 tuổi, và nói rằng tuyệt vời nhất luôn. Tại vì sao quý vị biết không? Khi mà trải qua 9 lần hấp và 9 lần sấy thì lúc bấy giờ nhà sản xuất đã thu về được những cái lượng ginsenoside tính trên thị trường hiện tại tới 13.5 cái lượng ginsenoside, cao nhất trên thị trường luôn. Vì thế cho nên chỉ cần một lượng nhỏ thôi quý vị, nhưng mà khi mình pha ra mấy nước mình uống hàng ngày á thì sẽ mang lại giá trị bất ngờ về sức khỏe cũng như là về sự trẻ trung, xinh đẹp cho người dùng quý vị nhé. Bây giờ thì chắc chắn là Bảo Nguyên sẽ chia sẻ đến quý vị thêm những đặc điểm cũng như là cách sử dụng đối với sản phẩm Power Time chiều ngày hôm nay. Một cái điểm mà Bảo Nguyên rất là thích ở Power Time là 100% là đến từ hạt sâm nguyên chất thưa quý vị, và không có thêm pha trộn thêm bất kỳ những cái tạo màu hay là hương liệu tạo vị vân vân. Cho nên khi quý vị sử dụng thì sẽ rất là an tâm về chất lượng của nó nha. Một set như vậy thì nó sẽ chia ra 3 cái hộp nhỏ như thế này, và ở trong mỗi hộp thì sẽ gồm có 10 gói Power Time hay còn gọi là hạt sâm nước cô đặc. Và đây Bảo Nguyên có thể cho quý vị thấy là mỗi một gói nhỏ như vậy rất là tiện lợi để mình có thể đi đâu cũng có thể sử dụng được ạ. Và cách sử dụng cũng đơn giản, nghĩa là một ngày mình chỉ cần sử dụng một ống này thôi. Tuy nhiên thì mình phải pha loãng ra với lại nước nha thưa quý vị, pha với tầm 500ml nước. Và cái điểm tiện lợi của nó là mình pha với lại nước ấm hay là nước lạnh cũng đều được luôn ạ. Cho nên rất là tiện lợi. Ví dụ như mà quý vị đang lái xe đường dài chẳng hạn, bây giờ mình thay vì mình tấp vào một cái quán nào đó mình uống cà phê, hoặc là những quý vị anh chị nào mà ngại đưa những cái chất như là caffeine vào cơ thể của mình, thì mình có thể mang theo một cái gói Power Time này, mình pha loãng ra vào một cái bình nước của mình tầm 500ml hoặc trở lên. Tại vì mình uống càng nhiều nước thì sẽ càng tốt cho sức khỏe của mình hơn. Thì khi pha loãng ra thì quý vị có thể bắt đầu sử dụng được ngay ạ. Đem cho mình một cái ngày làm việc rất là tràn đầy năng lượng luôn. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đã biết là hạt sâm nó cũng còn rất là nhiều những cái công dụng khác bên cạnh cái việc như là kích thích não bộ của mình tập trung cao độ hơn hay là tăng cường thêm năng lượng hơn. Thì hạt sâm cũng rất là tốt cho cái việc điều hòa được huyết áp nè, cũng như là giảm được cái lượng cholesterol có trong cơ thể của mình. Và cũng rất là tốt cho điều trị những cái quý vị anh chị nào bị những cái vấn đề ví dụ như là tiểu đường, hoặc là ảnh hưởng tới gan nè, dễ có rất nhiều cần phải đào thải những cái chất độc ra khỏi cơ thể của mình. Thì phải nói là sử dụng Power Time hạt sâm nước cô đặc là một trong những cái cách sử dụng mà rất là tự nhiên mà cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình nha. Thay vì quý vị có thể phải đi tìm những cái dòng sản phẩm khác, thì chắc chắn là ngày hôm nay Power Time cũng sẽ có rất là nhiều promotion hấp dẫn đúng không chị Ngọc Thuận? Đương nhiên rồi. Một set Power Time mà 30 gói nước cô đặc như vậy quý vị, giá bình thường mà gửi đến cho quý khán giả là $180. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, nếu như quý vị quan tâm, quý vị gọi vào cho chúng tôi thì chắc chắn là quý vị sẽ hài lòng với những promotion nè, cũng như là quà tặng hấp dẫn trong mỗi chương trình nhé. Tiếp lời của Bảo Nguyên thì đối với hạt sâm nước cô đặc Power Time đó quý vị, Ngọc Thuận thấy rằng là đa số khách hàng mình rất là thích ở cái tính tiện lợi của nó. Như hồi nãy Bảo Nguyên nói là lái xe đi đâu cũng được nè, đi hoặc là mình đến chỗ làm nè, mình có thể là mình cứ lấy một gói thôi, rồi tới nơi mình có nước mình pha ra mình uống. Tại sao mà Ngọc Thuận với là Bảo Nguyên chia sẻ với quý vị nhiều lần là phải pha ra nước? Tại vì sao quý vị biết không, nó là hạt sâm nước cô đặc, nó rất là đậm. Quý vị tưởng tượng giống như mình uống một cái ly cà phê mà nó là strong coffee vậy đó. Cho nên là nhớ pha ra nhiều nước nha, càng nhiều nước càng tốt. Đối với những anh chị cô chú nào á mà gia đình mình có truyền thống là mình hay dùng dược thảo, thì chắc chắn quý vị sẽ biết rằng hạt sâm á, khi mình uống với một thời gian dài, không cần nhiều, chỉ cần đều đặn mỗi ngày thôi, thì ngoài những công dụng Bảo Nguyên vừa chia sẻ ra đó, Ngọc Thuận đã tiếp xúc với nhiều khách hàng nè, rất nhiều cô chú chia sẻ là da dẻ nha vẫn rất là hồng hào nè, căng nè, rồi tóc cũng đỡ bạc, cái quan trọng nhất là minh mẫn sáng suốt ở người lớn tuổi. Còn đối với những bạn trẻ cỡ Bảo Nguyên đây á, thì rõ ràng là nếu như các bạn đang vào mùa final thi cử học hành rồi làm việc, chắc chắn là các bạn cũng sẽ có những áp lực phải không nè. Thì các bạn cũng có thể thay thế những cái ly nước hoặc những cái lon nước, những cái chai nước tăng lực á, rồi thường thấy mấy bạn trẻ hay uống nha, bằng những cái gói hạt sâm như thế này.
Tại sao quý vị? Tại vì những cái nước tăng lực đó đương nhiên là nó sẽ cho rất là nhiều đường vô để mà nó push cho cái não của mình nó tỉnh, phải không ạ? Nó tỉnh, nó hưng phấn, làm việc không mệt. Tuy nhiên lâu dài ngày tháng mình uống cái những cái sản phẩm mà đường như thế thì nó cũng sẽ đem lại những cái tác dụng phụ cho sức khỏe. Vậy thì thay thế vào đó mình có thể thay bằng một cái tip như thế này nha. Hát xong nước cô đặc Power Time pha vào một cái bình nước chai nước lớn để mà mình có cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể nè. Đặc biệt nữa là tuần hoàn máu huyết lưu thông trong cơ thể. Còn nếu những anh chị nào mình đang take care bệnh tiểu đường, hát xăm cực kỳ tốt trong vấn đề take care bệnh tiểu đường, rồi tốt cho tuyến thượng thận, hoặc là những ai mình đang suy nhược cơ thể nè, đang thiếu máu thì hát xăm cũng sẽ mang lại công dụng tuyệt vời, tái tạo hồng cầu, tế tạo tế bào máu, giúp cho mình có được một cái nguồn năng lượng tuyệt vời. Vì thế cho nên Ngọc Thuận thấy là không chỉ là người lớn đâu, mà riêng các bạn trẻ 25, 26 tuổi trở lên, nói chung là mình có thể thay thế Power Time, hát xăm nước cô đặc cho bất kỳ một cái thức uống nào đó để mà tăng cường cho mình nguồn năng lượng nè. Và đặc biệt nữa là mình lướt qua được những cái thời gian như là thi cử, học hành, rồi áp lực công việc, phải không ạ? Đặc biệt các bạn trẻ nào mà mùa hè tới nè, thì như mình thích đi hiking, mình thích những cái hoạt động ngoài trời, thì mình muốn tăng cường sức dẻo dai, tăng cường độ bền cho sức khỏe, đây chính là bảo bối quý vị nhé. Còn nếu như mà anh chị cô chú nào mình có những cái plan, kế hoạch travel đi chơi vào mùa hè sắp tới hoặc bất kỳ lúc nào á, thì trên những chuyến bay dài, những cái chuyến bay mà mình tới một cái nơi mà nó trái múi giờ, ví dụ về Việt Nam chẳng hạn, thì mình có thể mang theo cái sản phẩm này để uống, để anh chị quý vị về tới nơi là vẫn khỏe, không có bị mệt mỏi, phải không nào? Có thể là tham gia ngay vào những cái niềm vui cũng như là cuộc vui của gia đình. Vì thế cho nên một lần nữa quý vị, Power Time hát xăm nước cô đặc của chúng tôi một set như thế sẽ có 30 gói bên trong. Đây là nước cô đặc cho nên quý vị nhớ pha ra nha. Và giá bình thường chúng tôi thường gửi đến cho quý vị là $180 cho một set 30 gói như vậy. Nhưng đương nhiên quý vị gọi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào thì vẫn sẽ có được những promotion nè, những discount để quý vị hài lòng. Và mọi liên hệ quý vị có thể liên hệ ngay số điện thoại và địa chỉ trên màn hình nhé. Bảo Nguyên muốn chia sẻ gì theo sản phẩm này nữa không? Dạ, một cái điểm Bảo Nguyên rất là thích là tại vì nó có 30 gói nhưng mà nó lại chia đều ra 3 cái hộp nhỏ luôn thưa quý vị. Có nghĩa là mình không chỉ sử dụng được cho bản thân của mình mà nếu mình muốn làm quà tặng cho những người thân này, hoặc là các nếu mà mình có người thân là những người lớn tuổi mới phục hồi sau những cái cơn bệnh chẳng hạn, thì mình có thể làm một món quà biếu tặng thì cũng rất là tốt và giá cả vừa phải chăng mà rất là tốt cho sức khỏe của mình, đúng không ạ? Phải nói là khi mà mình càng lớn tuổi thì một cái món quà mà rất là đáng quý chính là đem lại thật nhiều những cái sức khỏe, dinh dưỡng sức khỏe cho cơ thể của mình là phải nói là vô giá luôn ạ. Thì tại sao quý vị không ngần ngại để mà có cho mình những cái deal, những cái promotion tốt nhất để đem đến sức khỏe cho bản thân cũng như cho người thân của mình. Và một cái điểm nữa là tại vì cái thời điểm bây giờ bắt đầu chuyển mùa, lạnh nóng thay đổi thất thường thì cơ thể của mình cũng rất là dễ bị cảm lạnh nè. Thì quý vị cũng có thể sử dụng xăm như là một phương pháp để mình tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch cho cơ thể của mình. Tại vì xăm cũng có khả năng là loại bỏ cái sự phát triển của các gốc tự do, là một trong những cái nguyên nhân mà rất là dễ dẫn đến những cái bệnh như là cảm sốt vặt vân vân, rất là nhiều để bảo vệ sức khỏe cho quý vị nhé. Và một lần nữa, nếu quý vị anh chị nào muốn order cái dòng sản phẩm Power Time hát xăm nước cô đặc thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi ạ. Chương trình sale đặc biệt khi mua các sản phẩm xăm từ $100 sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá $50. Khi mua các sản phẩm xăm từ $150 sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá $150. Và khi mua các sản phẩm xăm từ $300 sẽ được nhận ngay phần quà tặng $300 trở lên. Venus Shinsen USA, hát xăm Hàn Quốc 6 tuổi, 100% sản xuất tại Hàn Quốc, nhập cảng trực tiếp vào Hoa Kỳ. Sản phẩm không pha trộn, không hóa chất, không chất tạo màu và mùi. Sản phẩm sâm có chất lượng cao nhất từ vùng cao nguyên Gumsan, nơi trồng và phân phối nhân sâm nhiều nhất và tốt nhất Hàn Quốc. Các sản phẩm hát sâm được đài truyền hình SCT bảo chứng về chất lượng và được công ty Venus Shinsen USA phân phối trên toàn nước Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới. Cao hát sâm hàm lượng ginseng nosai, saponin cao gấp 2-5 lần so với các sản phẩm cao sâm thuộc hàng top class hoặc premium class của các hãng khác. Các sản phẩm đều làm từ hát sâm 6 tuổi và được bán với giá on sale và luôn có promotion xuyên suốt 365 ngày trong một năm. Với $360, mua 2 được tặng 1 cộng thêm quà tặng.
Hát sâm nước cô đặc Power Time 30 gói, Ginseng No Size 13.5mg. $180 mua 2 tặng 1 cộng thêm quà tặng. Hát sâm lát tẩm mật ong 22g cho 4 gói, mỗi một hộp như vậy là $75, mua 3 được tặng 2 cộng thêm quà tặng. Cao hát sâm nước cô đặc Power Time, hát sâm thái lát tẩm mật ong hiện đang có bán tại SET International Home Shopping, số điện thoại 714-868-6868. Quý vị cũng có thể order qua website tại sethomeshopping.com. Pacific Food Garden, món quà tuyệt vời từ đại dương được các nhà nghiên cứu người Nhật khám phá ra tác dụng chống ung thư vào những năm 1970. Ngày nay, Food Garden tiếp tục được sử dụng như một liệu pháp bổ sung ở nhiều nơi ở châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi không có gì lạ khi Food Garden được khuyên dùng cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Sự quan tâm và sử dụng Food Garden đang tăng lên nhanh chóng trên khắp thế giới Âu Châu và Mỹ Châu. Việc sử dụng Food Garden như một thành phần mới trong thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm chức năng và đồ uống đang gia tăng. Chiết xuất Food Garden tinh khiết kết hợp với rong biển nâu, rễ rong biển bám sâu vào lòng đại dương. Wakame và nấm shiitake organic tinh khiết để hiệp nhất tạo ra những tác dụng mạnh hơn trong công thức độc quyền của Pacific Food Garden so với việc chỉ sử dụng riêng một thành phần. Chúng tôi chọn lựa nhà cung cấp rễ tảo nâu có uy tín từ Thái Bình Dương qua quá trình chế biến và chiết xuất tinh khiết cho ra dòng sản phẩm tối ưu. Mỗi viên 505mg và mỗi chai 180 viên. Hơn 2.300 bài báo khoa học được bình duyệt đã nêu ra các chức năng hoạt tính sinh học khác nhau của Food Garden. Công dụng của Food Garden giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa, giúp chống oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, giúp chống viêm, chống lão hóa, chống virus, giúp chữa lành vết thương, giúp chống ung thư, giảm tác dụng phụ của quá trị, xạ trị và giúp ngăn chặn tổn thương trên gan. Food Garden được khuyến khích dùng cho người trưởng thành, người đang điều trị ung thư, giúp giảm đau khó chịu trước và sau xạ trị, giảm bớt sự rụng tóc, người có hệ miễn dịch yếu hay mắc bệnh cúm theo mùa, người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, người đang mắc bệnh xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giúp bổ sung chất nhờn cho người khô khớp gối, người bị cao mỡ, cao máu muốn giảm cân, giúp sảng khoái và ngủ ngon. Lưu ý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào cho mọi lứa tuổi. Ngọc Thuận hân hạnh chào đón quý khán thính giả đến với chương trình Home Shopping của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì Ngọc Thuận sẽ đồng hành với lại cô bạn đáng yêu xinh xắn của mình, đó chính là cô nàng Bảo Nguyên. Chị chào Bảo Nguyên. Chào chị Ngọc Thuận cũng như chào quý vị khán giả đang xem trực tiếp trên chương trình Home Shopping. Và chắc chắn là ngày hôm nay Bảo Nguyên cũng sẽ đem đến cho quý vị những dòng sản phẩm khác cũng vừa tốt cho sức khỏe, nhưng mà cái điểm đặc biệt ngày hôm nay là còn tốt cho cái làn da của mình nữa quý vị nha. Và đó là chính là dòng sản phẩm Venus Ginseng mà Bảo Nguyên muốn đem đến cho quý vị ngày hôm nay. Và đây là dòng sản phẩm Venus Ginseng dạng viên thưa quý vị. Và ở bên trong của nó thì sẽ gồm có 180 viên tổng cộng, được chia đều ra 3 cái lọ nhỏ ở bên trong để quý vị có thể là dễ dàng sử dụng và cũng như bảo quản. Một cái điểm đặc biệt của dòng sản phẩm Venus Ginseng ngày hôm nay Bảo Nguyên rất là thích và muốn chia sẻ cho quý vị là cái thành phần của nó có rất là nhiều những cái thành phần mà đem lại cho chúng ta những công dụng rất là bất ngờ. Cái điểm đầu tiên mà Bảo Nguyên phải kể đến đó chính là cái thành phần là hắc sâm 6 năm tuổi thưa quý vị. Nó có cái lượng hắc sâm ở trong đó để mà đem đến cho mình, ví dụ như là bên cạnh cái việc hỗ trợ cho cái việc đẹp da thì còn hỗ trợ rất là tốt cho cái việc như là cung cấp thêm thật nhiều sức khỏe của mình nè, khỏe mạnh hơn hoặc là tăng đường cường được cái độ tập trung cũng như là hỗ trợ não của cho chúng ta rất là tốt. Nhưng mà cái điểm đặc biệt khiến cho Venus Ginseng hỗ trợ rất là tốt cho cái việc trắng da toàn thân một cách tự nhiên đó chính là nhờ vào những thành phần ví dụ như là glutathione, phải nói là một trong những hợp chất rất là tốt cho cái việc ví dụ như là ức chế được những cái hắc tố da nè, vỡ được những cái vết sạm, vết nám trên làn da của mình, đem đến cho chúng ta một cái làn da trắng và hồng hào hơn rất là nhiều mà tự nhiên nha quý vị, chứ không phải là theo như những cái cách mà mình làm ở bên ngoài. Ví dụ như là mình có thể là làm những phương pháp như là bắn tia laser đúng không ạ, hoặc là mình sử dụng các loại kem vân vân. Tuy nhiên đối với Bảo Nguyên nghĩ thì bên trong mình uống thì sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là
là mình sử dụng những cái kem ở bên ngoài mình thoa, thì khi mình sử dụng ở bên trong nó vừa tốt cho những cái làn da ở những bộ phận khác chứ không chỉ là da mặt không đâu. Cho nên đó lý do tại sao mà vi nước ginseng giúp cho chúng ta dưỡng trắng da toàn thân. Và đối với những quý vị anh chị mà có những làn da mà nhạy cảm, không có sử dụng được kem chống nắng chẳng hạn, thì việc sử dụng uống vi nước ginseng cũng rất là tốt để bảo vệ làn da của mình nha. Và một cái thành phần khác cũng rất là tốt, đó là nó có thêm những cái thành phần như là collagen nè, nó có vitamin C và một cái điểm đặc biệt là có tinh chất từ hạt nho thưa quý vị. Và nhờ cái tinh dầu hạt nho này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho các bạn, đặc biệt là ở những tuổi dậy thì nè, mình bị nổi những cái mụn như là mụn bọc, mụn nhọt vân vân, thì nó sẽ làm lành cái vết thương của mình rất là mau nha. Và không biết thì chị Ngọc Thuận có muốn chia sẻ thêm gì về công dụng không ạ? Đối với Venus Ginseng đó quý vị, thì Ngọc Thuận cảm thấy rằng lúc nào cũng vậy, quý khán giả yêu mến sản phẩm này. Tại vì như hồi nãy Bảo Nguyên nói là đây là một loại sản phẩm giúp cho mình trắng sáng da một cách tự nhiên và an toàn. Dùng cái chữ an toàn là quý vị thấy rằng á, với những dưỡng chất bên trong như là glutathione, tinh dầu hạt nho, collagen, rồi hắc sâm, rồi vitamin C, hyaluron acid, những cái dưỡng chất này không quá xa lạ đúng không ạ? Tuy nhiên đây là sự kết hợp vô cùng tuyệt vời luôn để mà đem lại sự trắng sáng cho làn da. Cái chất chủ đạo để mà có thể phá vỡ những cái vết sạm nám, đồi mồi tàn nhang trên làn da đó chính là glutathione. Bản chất glutathione nó là cái chất để chống oxy hóa cho tế bào cực tốt luôn, chống lại sự lão hóa, ngăn chặn sự lão hóa cho cơ thể. Và đồng thời nó có thể ức chế được melanin, ức chế được hắc tố da. Cho nên chúng tôi chọn lọc glutathione đưa vào trong sản phẩm này để mà giúp cho làn da của quý vị có thể là trắng sáng và phá vỡ những vết sạm nám, tàn nhang, đồi mồi. Nám da, sạm da là một trong những vấn đề mà Ngọc Thuận nghĩ rằng không chỉ nữ giới quan tâm đâu, nam ngày nay cũng cần phải có cái vẻ bề ngoài chỉnh chu đúng không ạ? Vì thế cho nên sản phẩm này ai cũng có thể sử dụng, nam nữ đều có thể sử dụng để mà take care làn da cho mình quý vị. Cái quan trọng ở đây là những cái vết sạm nám này á, khi mình uống Venus Ginseng vào á, thì từ từ nó sẽ loang dần ra quý vị, nó vỡ ra, nó loang dần ra rồi nó mất dần đi. Vì thế quý vị phải để ý theo dõi làn da của mình nhé. Và với cái liều lượng dùng như thế nào, ở bên trong set này sẽ có 180 viên, chia đều ra 3 lọ, mỗi lọ 60 viên. Rất là dễ mình mang đi những cái lọ nhỏ như vậy để mà mình có thể mình đem đến chỗ làm nè, hoặc đi travel nó cũng gọn phải không ạ? Và cách sử dụng thì rất đơn giản, một ngày như vậy đó, liều lượng trung bình từ 2 viên cho đến 4 viên cho một ngày, tùy theo chế độ dinh dưỡng kèm theo nữa quý vị. Thí dụ như mỗi ngày mà quý vị đã có sử dụng thêm những cái dược thảo khác, ví dụ như là uống thêm collagen rồi chẳng hạn, hoặc là quý vị ăn nhiều rau củ quả tươi thì maybe chỉ cần 2 viên thôi. Tuy nhiên nếu như mà là da của mình nó đang có những vấn đề về sạm nám nè, mụn nhiều thì có thể mình dùng tối đa 4 viên, chia làm 2 lần trong ngày, và có thể là uống trước bữa ăn cũng được hoặc là sau bữa ăn vẫn ok. Quay trở lại với là sản phẩm Venus Ginseng quý vị, thì đây là một loại sản phẩm thích hợp cho mọi độ tuổi, từ khoảng 20 mấy tuổi trở lên đã có thể sử dụng nếu như da của các bạn trẻ này đang có những vấn đề về mụn, những cái rối loạn hormone vân vân do những cái thời điểm mà cơ thể của mình có cái sự biến đổi về sinh lý. Và riêng đối với những anh chị mình bắt đầu bước vào tuổi trung niên nha, 40 tuổi trở lên á, sản phẩm này cực kỳ tốt luôn, vừa dưỡng da nè, vừa có thể hạn chế những cái khuyết khuyết trên làn da của mình ha, mà còn đem lại cho mình một cái nguồn năng lượng tuyệt vời nhờ hắc sâm và còn tinh dầu hạt nho nữa quý vị. Ngoài cái việc tinh dầu hạt nho có công dụng là kháng sưng, kháng viêm trong những cái tình trạng mình đang bị mụn, nhất là mụn sinh lý, mụn trứng cá chẳng hạn, thì quý vị biết không, tinh dầu hạt nho còn rất tốt cho hệ tim mạch. Vì thế cho nên khi mà bước vào tuổi trung niên á, anh chị để ý đi, mình sẽ có rất nhiều những cái problem về sức khỏe. Thí dụ như trước đây mình thấy mình khỏe lắm nha, nhưng qua cái 40 một cái rồi trời, bao nhiêu cái vấn đề sức khỏe đó sẽ bắt đầu nó phát sinh. Ví dụ đường huyết nè, huyết áp tự nhiên thay đổi nè, đúng không ạ? Rồi có thể nảy sinh thêm ví dụ như là mỡ trong máu, gan, nhiễm mỡ vân vân. Rất nhiều những vấn đề về sức khỏe nó sẽ làm cho mình bị stress. Vì thế cho nên Venus Ginseng là một loại sản phẩm không chỉ làm cho trắng sáng làn da mà nó còn giúp cho anh chị bước vào tuổi trung niên hoặc là có thể là sớm hơn nữa giải quyết vấn đề về sức khỏe nè, về thể lực nè, về tinh thần mệt mỏi nè, bởi vì nó có quá nhiều những chất tốt bên trong như nãy giờ Ngọc Thuận và Bảo Nguyên chia sẻ nhé. Giá cả thì như thế nào đây, và một lần nữa chắc là Ngọc Thuận sẽ nhờ Bảo Nguyên chia sẻ đến quý vị những cái điều tuyệt vời khác nữa từ Venus Ginseng.
Vâng, đối với lại dòng sản phẩm này thì với 180 viên được chia đều ra 3 hộp đúng không ạ? Mỗi cái lọ như vậy là 60 viên thì giá mà bán ở ngoài cửa hàng là 270 đô la. Và tuy nhiên thì trong cái khung giờ live này chắc chắn chúng tôi sẽ có rất là nhiều những promotion hấp dẫn cộng những phần quà tặng đặc biệt cho quý vị. Nên quý vị cứ liên hệ với số điện thoại ở dưới màn hình để mình có thể nhận được những promotion hấp dẫn nhất nhé thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì một cái điểm đặc biệt lưu ý, nếu mà quý vị sử dụng những cái dòng sản phẩm liên quan đến làm đẹp, hỗ trợ làn da của mình, chính là việc mình phải duy trì uống điều độ mỗi ngày nha thưa quý vị. Việc sử dụng những dòng sản phẩm tốt là một việc, tuy nhiên mình cố gắng mình nhớ mình uống đều đặn mỗi ngày để cho nó có được thể phát huy được cái hiệu quả tốt nhất của nó. Tại vì bản thân cũng biết là nhiều quý vị anh chị là cũng có sử dụng đó, tuy nhiên là có ngày này quên, ngày này nhớ, ngày này quên đúng không ạ? Thì sau khi mà sử dụng từ 1 cho đến 2 lọ thì vẫn chưa thấy được cái sự thay đổi. Thì đó là một cái điểm lưu ý mà Bảo Nguyên muốn chia sẻ với quý vị thôi. Và một cái điểm đặc biệt mà Bảo Nguyên nghĩ là cái dòng sản phẩm này cũng rất là dễ sử dụng. Đây là cái dạng viên á thưa quý vị, và Bảo Nguyên thấy là ở viên bên trong nó rất là nhỏ, nó nhỏ vừa để nó không có quá lớn để mình uống á, nó không có bị khó uống và rất là dễ uống để mình có thể sử dụng. Tưởng tượng mà mỗi lần mình đi đâu xa chẳng hạn, mình chỉ cần gói mình uống 2 viên một ngày thôi để mà điều độ được cho cái làn da của mình cũng như sức khỏe của mình nha. Mà không phải là hồi nãy chị Ngọc Thuận có chia sẻ là các anh các chị đang độ tuổi cao niên đúng không ạ? Thì cảm thấy là sức khỏe thay đổi. Tuy nhiên riêng với Bảo Nguyên ở độ tuổi mà 20 mấy, gần 25 26 là bắt đầu đã thấy sự thay đổi rất là nhiều ở sức khỏe cũng như làn da của mình rồi. Tại vì thường ở thế hệ mà càng trẻ thì lại càng tiếp cận rất là nhiều đến công nghệ nè, sử dụng máy tính hoặc là điện thoại mỗi ngày luôn, và cũng như là làm việc thức khuya vân vân. Cho nên là các bạn trẻ mà ở độ tuổi đang như Bảo Nguyên thì cũng nên lưu ý là cố gắng là mình chăm sóc da làn da của mình nha. Và đặc biệt là không chỉ nữ đâu ạ, đây là dòng sản phẩm có thể sử dụng được cho phái nam nữa ạ. Cho nên là các bạn nữ hoặc là nam chẳng hạn đang muốn tìm một dòng sản phẩm mà hỗ trợ cho cái làn da của mình. Và bên cạnh đó nó cũng hỗ trợ rất là nhiều công dụng khác như lúc nãy chị Ngọc Thuận đã chia sẻ rồi, thì mình có thể là hỗ trợ tốt cho sức khỏe, sức đề kháng của mình nữa quý vị nhé. Một lần nữa quý vị anh chị nào đang muốn order cái promotion ngày hôm nay thì hãy liên hệ ngay với số phone trên màn hình của chúng tôi để được nhận được promotion hấp dẫn nhất. Và một lần nữa Bảo Nguyên và chị Ngọc Thuận xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình sale đặc biệt khi mua các sản phẩm xăm từ 100 đô la sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá 50 đô la. Khi mua các sản phẩm xăm từ 150 đô la sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá 150 đô la. Và khi mua các sản phẩm xăm từ 300 đô la sẽ được nhận ngay phần quà tặng 300 đô la trở lên. Pacific Food Garden, món quà tuyệt vời từ đại dương được các nhà nghiên cứu người Nhật khám phá ra tác dụng chống ung thư vào những năm 1970. Ngày nay, Food Garden tiếp tục được sử dụng như một liệu pháp bổ sung ở nhiều nơi ở châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi không có gì lạ khi Food Garden được khuyên dùng cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Sự quan tâm và sử dụng Food Garden đang tăng lên nhanh chóng trên khắp thế giới Âu Châu và Mỹ Châu. Việc sử dụng Food Garden như một thành phần mới trong thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm chức năng và đồ uống đang gia tăng. Chiết xuất Food Garden tinh khiết kết hợp với rong biển nâu, rễ rong biển bám sâu vào lòng đại dương. Wakame và nấm shiitake organic tinh khiết để hiệp nhất tạo ra những tác dụng mạnh hơn trong công thức độc quyền của Pacific Food Garden so với việc chỉ sử dụng riêng một thành phần. Chúng tôi chọn lựa nhà cung cấp rễ tảo nâu có uy tín từ Thái Bình Dương qua quá trình chế biến và chiết xuất tinh khiết cho ra dòng sản phẩm tối ưu. Mỗi viên 505mg và mỗi chai 180 viên. Hơn 2.300 bài báo khoa học được bình duyệt đã nêu ra các chức năng hoạt tính sinh học khác nhau của Food Garden. Công dụng của Food Garden giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa, giúp chống oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, giúp chống viêm, chống lão hóa, chống virus, giúp chữa lành vết thương, giúp chống ung thư, giảm tác dụng phụ của quá trị, xạ trị và giúp ngăn chặn tổn thương trên gan. Food Garden được khuyến khích dùng cho người trưởng thành, người đang điều trị ung thư, giúp giảm đau khó chịu trước và sau xạ trị, giảm bớt sự rụng tóc, người có hệ miễn dịch yếu hay mắc bệnh cúm theo mùa, người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, người đang mắc bệnh xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giúp bổ sung chất nhờn cho người khô khớp gối, người bị cao mỡ, cao máu muốn giảm cân, giúp sảng khoái và ngủ ngon. Lưu ý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào cho mọi lứa tuổi.
Bảo Nguyên và chị Ngọc Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem trên chương trình live trực tiếp Home Shopping của chúng tôi ngày hôm nay. Và một lần nữa thì rất vui khi mà quay lại với quý vị và đem đến cho quý vị thật là nhiều những promotion hấp dẫn, vừa tốt cho sức khỏe cũng như là tốt cho làn da của mình quý vị nhé. Và đó chính là dòng sản phẩm Venus Ginseng. Tuy nhiên đây là dòng sản phẩm Venus Ginseng dạng nước thưa quý vị, hay còn gọi là nước cô đặc á, để mình có thể pha loãng ra với nước để mình sử dụng. Cái dòng sản phẩm này nó có một cái tên gọi khác ở tiếng Việt đó là nước dưỡng nhan thưa quý vị nha. Thì nghe qua quý vị cũng đã biết rồi ạ, vừa hỗ trợ giúp cho cơ thể của mình được khôi phục lại nè, khỏe hơn, tăng thêm sức đề kháng nè, cũng như là mình có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt của nó là cung cấp cho làn da của mình được trắng sáng một cách tự nhiên, cũng như nếu mà quý vị anh chị nào có những cái vết mà nám sạm trên làn da của mình, đang muốn tìm cho mình một dòng sản phẩm để điều trị mà không phải đi qua những cái phương pháp bên ngoài, ví dụ như là những cái phương pháp khác, thì mình muốn tìm một cái dòng sản phẩm trắng sáng tự nhiên thì hãy order ngay một cái set Venus Ginseng dạng nước thưa quý vị nha. Và bên trong sản phẩm này cũng sẽ có rất là nhiều những cái thành phần cũng như công dụng khác nhau mà ngày hôm nay chắc chắn chị Ngọc Thuận sẽ chia sẻ cho quý vị. Nói về thành phần quý vị thì phải nói rằng á, Venus Ginseng dạng nước của chúng tôi vô cùng xuất sắc. Bởi vì sao? Bởi vì nó tổng hợp được quá nhiều những dưỡng chất bên trong. Đầu tiên á, để mà làm cho làn da của mình có được một cái độ trắng sáng nè, phá vỡ được những vết sạm nám tàn nhang đồi mồi trên làn da, do nhiều nguyên nhân, có thể là do có thể là mình tác động bởi bên ngoài môi trường, ví dụ như là mình không che chắn cẩn thận, mình bị ảnh hưởng bởi tia UV sáng mặt trời nè, hoặc là mình làm trong môi trường nhiều hóa chất, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là làm nám da, sạm da, hoặc là do cái nguyên nhân nữa là cái sinh lý nữa quý vị, ví dụ như là bất kỳ ai cũng có thể rơi vào những cái giai đoạn rồi rối loạn hormone, rối loạn sinh lý, do có thể là mình bị stress chẳng hạn, các bạn trẻ vẫn có thể xảy ra chuyện này nha. Hoặc là những anh chị mà mình bắt vào tuổi trung niên thì lúc bấy giờ mình sẽ có rất nhiều những vấn đề về sức khỏe. Vậy thì đầu tiên quý vị, cái chất glutathione, đây là một chất chống oxy hóa cực tốt cho tế bào, đồng thời ức chế được melanin, ức chế được hắc tố da, phá vỡ những cái vết sạm nám tàn nhang đồi mồi trên làn da. Tiếp theo được quý vị, thì ngoài glutathione ra, cái sản phẩm Venus Ginseng nước của chúng tôi còn có thêm tinh dầu của hạt bưởi. Tại sao đây là tinh dầu hạt bưởi? Tại vì tinh dầu hạt bưởi sẽ kháng viêm, kháng sưng cực kỳ hiệu quả. Và đặc biệt hơn nữa là control huyết áp, control đường huyết cực kỳ tốt luôn, làm sạch thành mạch máu. Những vấn đề mà quý vị thấy là sẽ nảy sinh ở cái tuổi 40 trở đi phải không, mà có thể là sớm hơn với những cái áp lực cuộc sống ngày nay. Chưa hết đâu, Venus Ginseng nước còn có luôn cả tinh chất trái lựu cô đặc. Đây là cái điểm phải nói rằng rất là tuyệt vời đối với sản phẩm này. Quý vị biết rằng trái lựu là một cái loại trái cây mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến khích mình nên dùng mỗi ngày, theo lấy dạng ăn tươi chẳng hạn, hoặc là mình có thể là mình nước cốt lựu uống chẳng hạn. Và bên trong Venus Ginseng nước của chúng tôi có luôn tinh chất trái lựu nha quý vị, rất tốt cho tim mạch nè, làm sạch thành mạch máu nè, chống xơ vữa động mạch nè, kích thích cơ thể sản xuất thêm collagen cho làn da, cho nên chúng tôi chọn tinh chất trái lựu cô đặc. Ngoài ra thì Venus Ginseng nước không thể nào thiếu được collagen từ cá, cũng như vitamin C, hyaluronic acid và hắc sâm luôn. Cho nên phải nói rằng đây là một loại sản phẩm cực kỳ hiệu quả nếu như anh chị nào, các bạn trẻ nào đang muốn cải thiện làn da, chữa trị những cái vết sạm nám tàn nhang đồi mồi trên da, và đồng thời bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là tim mạch, huyết áp, tiểu đường vân vân, và tăng cường thêm thể lực quý vị ha. Một gói như thế một ngày thì quý vị có thể pha ra nước dùm cho Ngọc Thuận nha. Tại vì sao? Đây là cái dạng nước cô đặc, nó rất là đậm, cho nên nhớ pha ra nước, càng nhiều nước càng tốt, mình uống thay nước trong ngày để mà có được hiệu quả tốt nhất đối với sản phẩm này. Thì một set như vậy đó quý vị, sẽ có 30 gói nước cô đặc bên trong. Mỗi ngày mình dùng một lần duy nhất, và có thể nửa gói hoặc là một gói tùy theo cái dose của mỗi người nha. Và giá bình thường của sản phẩm chúng tôi thường gửi đến cho khách hàng của mình $260 cho một set như thế này. Đương nhiên khi quý vị gọi vào cho chúng tôi, quý vị đã dành thời gian xem cũng như quan tâm, thì chắc chắn là ngoài sản phẩm này với giá $260 ra, chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị những quà tặng hấp dẫn hoặc là những promotion đặc biệt nhé. Quý vị có mọi thắc mắc gì cứ liên hệ số phone và địa chỉ trên màn hình. Rồi,
Em muốn chia sẻ cái gì thêm sau này nữa không, hay có thắc mắc gì không? Dạ. Một cái những cái điểm đặc biệt của nó thì chị Ngọc Thuận đã chia sẻ rất là kỹ rồi đúng không ạ? Và có thêm một cái chi tiết bạn muốn chia sẻ lại với quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà là dạng nước cô đặc. Thì khi mà mình uống thì mình nhớ là mình pha loãng ra với nước để mình dễ sử dụng. Và có một cái điểm lưu ý là đừng có sử dụng nguyên một cái tiết mà nước cô đặc mình uống trực tiếp nha. Nó sẽ vừa rất là mạnh và cũng sẽ không có tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên khi quý vị sử dụng thì phải lưu ý là pha loãng ra với nước. Tầm một cái chai như vậy thì có thể là 500ml nước trở lên, và càng nhiều nước thì sẽ càng tốt đúng không ạ? Tại vì cơ thể của mình luôn luôn được cần cung cấp đầy đủ nước để mà vận chuyển, để mà điều hành. Thì bên cạnh đó thì rất là phù hợp cho các bạn nào, không biết là ở độ tuổi trẻ như Bảo Nguyên thì các bạn nào hay bận rộn quá rồi mình quên uống nước không ạ? Thì riêng Bảo Nguyên là rất là dễ quên uống nước nha. Nhưng mà từ cái ngày mà mình mua Power Time, mình sử dụng những cái dòng sản phẩm như là Venus Ginseng dạng nước mà mình pha loãng ra với nước rồi á, thì không thể nào quên được ạ. Tại vì nó vừa tốt cho sức khỏe, tốt cho làn da, mà mình cũng đã bỏ tiền đầu tư vào để mình sử dụng đúng không? Thì không thể nào mà mình quên uống nước được thưa quý vị. Thì đó cũng là một cách rất là tốt để quý vị có thể sử dụng. Hoặc là các cô các bác đây đang xem đài chẳng hạn, mà muốn tìm một cái dòng sản phẩm cho con cái của mình chẳng hạn, vừa sử dụng tốt cho sức khỏe, tốt cho làn da, đặc biệt là đang trong quá trình học hành thi cử đúng không ạ? Thì mình cũng có thể mua để làm tặng cho các bạn nha. Thì một gói như vậy, một cái set như vậy, Bảo Nguyên xin nhắc lại là gồm có 30 gói, được chia đều ra nhỏ, ba cái hộp nhỏ, và mỗi hộp như vậy là gồm có 10 cái gói nước cô đặc ở bên trong. Rất là dễ dàng để mình có thể là sử dụng, hoặc là mình nếu mà mình không có mình muốn dùng thử chẳng hạn thì mình cũng có thể là chia ra những cái gói nhỏ như vậy, mình chia ra thử cho gia đình của mình, mỗi người một cái set thử để mình dùng đúng không ạ? Rất là tốt. Giá ở ngoài cửa hàng là $260 cho promotion này. Tuy nhiên chắc chắn hôm nay chúng tôi cũng sẽ có rất là nhiều promotion hấp dẫn, giảm giá cực sốc cũng như những quà tặng đặc biệt cho quý vị, thì quý vị có thể liên hệ ở dưới màn hình qua số điện thoại. Và bên cạnh đó thì một cái điểm đặc biệt mà Bảo Nguyên đã chia sẻ với quý vị á, là cái điểm đặc biệt giữa Venus Ginseng dạng viên và dạng nước ạ. Nó khác nhau một chút là ở cái điểm thành phần. Nếu như mà Venus Ginseng dạng viên á, thì nó có cái thành phần như bình thường, nó cộng thêm cái tinh dầu hạt nho, thì đó là tinh dạng viên. Thì đối với lại dạng nước thì nó có một điểm khác, đó là có tinh chất từ hạt lựu và cũng như là có thêm tinh chất từ trái bưởi đúng không ạ? Để hỗ trợ thêm cho mình rất là nhiều những cái công dụng. Thì quý vị có thể xem, nếu như mà quý vị nào mà đang ở độ tuổi trẻ chẳng hạn, muốn tìm những cái dòng sản phẩm để mà hỗ trợ nếu mà trong quá trình mà thay đổi cái nội tiết tố của mình thay đổi nè, hoặc là mụn mà ví dụ như mình bị dậy thì mình nổi mụn vân vân, thì có thể xem qua sử dụng cái dòng sản phẩm là Venus Ginseng dạng viên nha, tại vì nó có tinh dầu hạt nho ở trong đó. Còn nếu mà những quý vị anh chị nào mà quan tâm đến những dòng sản phẩm như là chống oxy hóa nè, đem đến cho chúng ta cái hệ tim mạch tốt hơn, thì có thể quan tâm đến dòng sản phẩm là Venus Ginseng nhưng mà dạng nước, tại vì nó có tinh chất từ trái lựu ở bên trong cũng rất là tốt quý vị nhé. Và điểm đặc biệt nữa thì dạng nước thì nó sẽ dễ thẩm thấu cũng như là cho hiệu quả nó nhanh hơn và nó tốt hơn. Thì đó là một chút cái điểm khác biệt giữa hai loại Venus Ginseng. Một lần nữa, quý vị anh chị nào đang muốn order những cái dòng sản phẩm đẹp cho da nè, cũng như là tốt cho sức khỏe của mình, thì đừng bỏ qua dòng sản phẩm Venus Ginseng ngày hôm nay nhé. Nghe hấp dẫn đúng không? Có nghĩa là đây là line sản phẩm mà các bạn trẻ cũng có thể sử dụng, và đặc biệt là anh chị mà mình bước vào tuổi trung niên, bước vào tuổi 40 á, là mình cũng có thể sử dụng nếu nhìn muốn tăng cường sức khỏe quý vị. Tại sao mà Ngọc Thuận hay nhấn mạnh cái độ tuổi này? Tại vì Ngọc Thuận cũng vậy. Rất nhiều vấn đề sức khỏe khi mà mình bước sang nói 40 là còn trễ rồi đó quý vị. Ngày nay 35 tuổi trở đi là Ngọc Thuận thấy đã nghe than thở rồi đúng không ạ? Mệt mỏi nè, suy giảm thể lực nè, nhiều khi tinh thần không có được minh mẫn nè, hoặc là mình rơi vào cái trạng thái mình chán, mình stress vân vân. Vậy thì để mà có được một cái sức khỏe tuyệt vời để mà tiếp tục công việc hàng ngày, gia đình vân vân, thì Ngọc Thuận nghĩ là Venus Ginseng là một loại sản phẩm vô cùng thích hợp cho anh chị, cho các bạn trẻ luôn. Tại vì sao quý vị biết không? Với những dưỡng chất mà chúng tôi vừa chia sẻ xong, đặc biệt là cái chất glutathione, ngày nay đó quý vị có thể search trên Google, quý vị sẽ thấy là glutathione là một cái chất chống oxy hóa và làm trắng sáng da cực kỳ hiệu quả nhé. Vì thế cho nên nếu như quý vị quan tâm, hãy liên hệ cho chúng tôi ngay bây giờ. Còn bây giờ thì Ngọc Thuận và Bảo Nguyên kính chào quý vị và cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình sale đặc biệt
khi mua các sản phẩm sâm từ 100 đô la sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá 50 đô la. Khi mua các sản phẩm sâm từ 150 đô la sẽ được nhận ngay phần quà tặng trị giá 150 đô la. Và khi mua các sản phẩm sâm từ 300 đô la sẽ được nhận ngay phần quà tặng 300 đô la trở lên. Pacific Food Garden, món quà tuyệt vời từ đại dương được các nhà nghiên cứu người Nhật khám phá ra tác dụng chống ung thư vào những năm 1970. Ngày nay, Food Garden tiếp tục được sử dụng như một liệu pháp bổ sung ở nhiều nơi ở châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi không có gì lạ khi Food Garden được khuyên dùng cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Sự quan tâm và sử dụng Food Garden đang tăng lên nhanh chóng trên khắp thế giới Âu Châu và Mỹ Châu. Việc sử dụng Food Garden như một thành phần mới trong thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm chức năng và đồ uống đang gia tăng. Chiết xuất Food Garden tinh khiết kết hợp với rong biển nâu, rễ rong biển bám sâu vào lòng đại dương. Wakame và nấm shiitake organic tinh khiết để hiệp nhất tạo ra những tác dụng mạnh hơn trong công thức độc quyền của Pacific Food Garden so với việc chỉ sử dụng riêng một thành phần. Chúng tôi chọn lựa nhà cung cấp rễ tảo nâu có uy tín từ Thái Bình Dương qua quá trình chế biến và chiết xuất tinh khiết cho ra dòng sản phẩm tối ưu. Mỗi viên 505mg và mỗi chai 180 viên. Hơn 2.300 bài báo khoa học được bình duyệt đã nêu ra các chức năng hoạt tính sinh học khác nhau của Food Garden. Công dụng của Food Garden giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa, giúp chống oxy hóa và trung hòa các gốc tự do, giúp chống viêm, chống lão hóa, chống virus, giúp chữa lành vết thương, giúp chống ung thư, giảm tác dụng phụ của quá trị, xạ trị và giúp ngăn chặn tổn thương trên gan. Food Garden được khuyến khích dùng cho người trưởng thành, người đang điều trị ung thư, giúp giảm đau khó chịu trước và sau xạ trị, giảm bớt sự rụng tóc, người có hệ miễn dịch yếu hay mắc bệnh cúm theo mùa, người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa, người đang mắc bệnh xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, giúp bổ sung chất nhờn cho người khô khớp gối, người bị cao mỡ, cao máu muốn giảm cân, giúp sảng khoái và ngủ ngon. Lưu ý, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào cho mọi lứa tuổi. Bà ơi, sao con thấy đường từ đây lên núi chắc còn xa lắm bà ơi, chắc con bà đi không nổi đâu. Có gì bà lỡ con cổng cho bà ơi. Không sao đâu con, những cái gì quý mình phải có lòng thành, trời Phật mới chứng minh cho mình. Nhưng mà bà ơi, đường lên núi còn xa lắm bà. Tụi con chỉ sợ rằng chưa kiếm được thuốc tiên mà bà đã kiệt sức rồi. Không sao đâu con, bà đã nói rồi, mình phải có lòng thành thì trời đất mới phù hộ cho mình. Người tốt sẽ gặp được may mắn. Thôi đi tiếp tụi con đây. Hả? Đúng là trên núi có thần tiên. Thần tiên ở trên núi. Dạ. Trời con lại trời Phật hiển linh. Dạ. Hay cho câu nói người tốt sẽ gặp may mắn. Ta có thể giúp gì được cho các ngươi? Dạ thưa cô. Dạ cô ơi, lỗi tại con. Con không biết chăm sóc già để nó đen thui vậy nè cô. Chồng con giờ nó bỏ con rồi, đi theo nhỏ chắc bóp rồi chân dài tới nách vậy đó. Cô ơi, con có cách gì giúp con không? Con đòi ơn cô suốt đời. Cô Tiên ơi, bà chủ con tốt lắm, gọi giúp bà chủ con giùm một cái đi cô. Dạ con ơi, bà chủ con tốt đâu, con hãy ra tay giúp bà chủ tôi. Thôi được rồi, ta đã thấy được lòng thành của các ngươi. Ngày hôm nay ta đi xuống đây, ta có đem theo thần dược trắng sáng da Venus Ginseng, bao gồm những thành phần rất tốt cho làn da. Ngươi hãy lại đây, đem chai thuốc này về cho bà chủ của ngươi uống. Mỗi một ngày từ 2 đến 4 viên đều đặn, sẽ thấy kết quả rất là nhanh. Mà nhỏ rồi kìa. Thần dược. Thần dược vô. Uống vô. Uống vô. Bà chủ ơi, da bà trắng quá. Ô dạ con. Bà trẻ quá. Ô dạ con. Bắt nhỏ lại. Ê mày cứ đi. Mày chạy chạy đâu? Ủa sao mấy người bắt tôi vậy? Bắt mày chớ thuốc tiên mà quý lắm mày. Tao vừa mới làm tận ở lỗi bộ mệt chết, tao bắt mày chết sao? Không cần bắt tôi đâu, chỉ cần gọi ra ngoài International Home Shopping Order là có rồi. Tôi cũng mua ở đó đó. Ủa vậy hả? Tụi con thả cổ ra đi tụi con.
lỗi cô nha, ba đứa tôi làm phiền cô quá, xin lỗi cô. Ôi trời đất ơi, đồ mất tiêu, chạy nhanh hiểu trời. Vinis Ginseng mang lại làn da trắng sáng tự nhiên, làm chậm quá trình lão hóa da, tăng cường sức đề kháng. Vinis Ginseng, Queen of Beauty. Xin quý vị hãy gọi ngay cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Vinis Ginseng qua số phone 1888-680-6689. Hoặc quý vị có thể order online qua website www.sedhomeshopping.com.